Xe máy thanh toán chào tất cả anh chị em bạn bè gần xa nha. Mình quay cái view này ở trong kho nên nó không được đẹp lắm, mọi người bỏ qua cho mình nha. Tại vì giờ xe về nhiều quá nên là chật chỗ nhá. Nên là mình quay đằng sau kho nên là hơi bừa bộn thì mọi người đừng có quở trách mình nha mọi người. Hiện tại thì bên mình vừa về hai chiếc xe ẹc 150 này. Rất chi là đẹp luôn nha mọi người và giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Mình sẽ quay sơ qua cho mọi người cùng xem và ngày mai á thì khi đã rửa sạch đưa lên kề thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem kỹ hơn nhá. Chiếc xe này là đăng ký 150, đăng ký 2017 nha mọi người. Biển số 37 này, chính chủ ký giấy nha mọi người. Và con xe này là đang dán trùng và mình vừa lột xong nha mọi người. Dán trùng nguyên chiếc nhá. Bây giờ vừa lột xong luôn này. Đấy, rất chi là đẹp nhá. Giá mình bán là cực kỳ sốc luôn này. Con này giá mình bán chỉ 25.500.000 nha mọi người. 25.500.000 đã một có một chiếc siêu phẩm X150 đăng ký 2017 nha mọi người. Xe chính chủ ký giấy này, nhanh gọn lẹ nha mọi người. Mọi người nhanh tay ghé cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ mình nhá. Và kế tiếp đây cũng còn một chiếc này mọi người. Con này là cũng dán đề can 3D nhá. Và hiện tại thì mình lột nhưng mà chưa có xong. Đấy, đây đang còn dính mấy chỗ này. Để ngày mai mình lột trong, mình rửa sạch trong á thì mình phải quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Đấy, hôm nay mua được hai chiếc thì nó đang đều dán đề can hết nhá. Cái này bên này thì mình có lột sơ qua rồi. Xe này thì dàn áo nó hơi trầy nha mọi người. Và giá mình bán cũng cực kỳ sốc luôn. 150 đăng ký cuối 2016, giá chỉ 25 triệu nha mọi người. Có trầy nhẹ nhá, nhưng mà máy móc êm ru nha mọi người. Đấy, mọi người đang cần 150 thì hãy tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhá. Giá cá có rất nhiều là mức giá khác nhau nhé. Từ 24, 25 cho đến 30 mấy triệu cũng có nha mọi người. Rất nhiều siêu phẩm luôn nha mọi người. Mọi người nhanh tay ghé cửa hàng xe máy cùng xem và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui nhé.